Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một cái video là để làm sao là đăng một cái YouTube tải lại của người ta nhưng mà lại là bản quyền của mình. Thì bây giờ chúng ta hãy bắt đầu thôi. Đầu tiên các bạn hãy lên Google và ghi chữ tải video nhạc và hãy chọn cái phía dưới là tải YouTube, tải video, tải MP3 về từ YouTube về máy nhanh nhất. Thì các bạn hãy tìm kiếm hoặc là tìm một cái link nào đó cũng được. Thì mình sẽ tìm bài Bạc Phận nha. Sau một hồi đã được rồi thì các bạn hãy chọn một cái video mà mình muốn. Mình sẽ chọn bài Bạc Phận cover của Z nhé. Like chứ mọi người, xin lỗi mọi người. À, khi được rồi thì ở dưới đây có khá là nhiều cái chất lượng ý. Thì mình sẽ chọn về chất lượng 720. Tại vì chất lượng ở trong đây mình sẽ làm ví dụ ý, nên mình sẽ làm nhanh nhanh cho mọi người thôi ha. Thì khi mà các bạn ấn vô chữ tải về xong thì các bạn hãy chờ cái tệp nó tải xuống nhé. Đó, tải khá là nhanh ý. Khi mà đã tải xong rồi thì các bạn hãy vô thư viện của mình thì nó đã lưu hết trong thư viện của mình rồi nhỉ. Đó, nó đang mờ mờ mà nó chưa hiện đó. Đó, cái lúc mình chỉ, đó thấy chưa. Ôi trời ơi. À, và khi được rồi thì các bạn hãy vô khai master nhé. Rồi, thì các bạn hãy chọn video và sau đó là các bạn hãy chọn vô chữ hoặc là ảnh để mà che mất đi cái phần của người ta. Nhưng mà mình sẽ làm chữ để cho nó có bản quyền của mình. Tại vì mình là làm ra chữ mà. Thì mình sẽ ghi chữ Bạc Phận nha. Lộn vậy. Rồi, khi mà Bạc Phận rồi thì các bạn hãy chọn một chỗ tùy thích nhé. Và trong cái chỗ này thì mọi người nhớ là kéo cho cái dòng chữ cái dưới vân vàng ấy là kéo sẽ hết cớt luôn. Cái đoạn này mình dừng lại rồi. Đó, chứ khi mà xong rồi thì bây giờ các bạn hãy ấn vô phần ba dấu đó, ba dấu chấm đó và hãy lưu về máy của mình. Các bạn nhớ là ấn chế độ 24 CD ấn ấy thì tại vì lúc đó mình ấn quên nên mình lúc đó cũng đã trở lại rồi. Đó, gần xong rồi kìa. Xong rồi, đã hoàn chỉnh rồi. Khi mà đã xong ấy thì các bạn nó đã lưu về camera lưu về album của các bạn rồi. Để mình sẽ cho các bạn người coi. Đó, thấy chưa? Khi mà đã xong rồi ý thì các bạn có thể đăng lên YouTube lại cũng được nhá. Thì video của mình tới đây cũng kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay, like và subscribe cho mình nhé. Bye bye.